Hello, chào mừng các bạn đến với kênh Thu Bonsai. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, an lành và thật nhiều sức khỏe các bạn ha. Hôm nay thì Năm Thu đến vườn vườn mai của Sáu Tâm, tọa lạc tại số 7/24 đường Linh Đông, phường Linh Đông, Thủ Đức. Nếu các bạn đến với vườn này thì các bạn tìm không ra cái đường thì các bạn vui lòng các bạn liên hệ cho anh Sáu Tâm, số điện thoại là 0909128279. Năm Thu nhắc lại số điện thoại là 0909128279 các bạn nhé. Phải nói là đường mai này tuy rằng mai dưỡng mai và bán mai vào dịp Tết, nhưng mà thời gian gần đây thì theo cái nhu cầu của thị trường thì nhà vườn cũng quyết định sẽ giao lưu có một số những cây mai nhỏ mà cây mai nhà vườn mới tạo nên. Tại vì bởi thì Lâm Thu nghĩ là những cái lượng mai này nói nhỏ thì nó không nhỏ đâu các bạn, nhỏ là theo ý của Lâm Thu thôi. Tại ở đây nhà vườn của mình mai nó rất là nhiều những cái mai lớn lắm. Mai lớn thì giá thành nó cao, không phù hợp với các bạn, như là trong cái giới sinh viên hay là các bạn mới bắt đầu và sưu tầm chơi mai á. Vườn mai này đây mai dảo Thủ Đức là chủ lực, ngoài mai dảo Thủ Đức ra thì cũng có là mai dảo lá gai, hoặc là mai đại lộc, hoặc là mai trắng, mai cam. Nếu các bạn thích đến đây thì các bạn cứ đến đây để mà giao lưu cùng anh Tâm ha. Hôm nay thì thuyết phục được ông chủ, ông sẽ báo giá cho mình biết. Nhưng mà ông chủ này thì ông cũng hơi báo giá mà chưa quen á, tại vì anh Tâm này chưa bao giờ bán cái trường hợp mai giống như thế này. Năm nay mới bắt đầu bán đó các bạn, bắt đầu bán vào năm nay. Đây là những cây mai này, bạn thấy thì Năm Thu sẽ chia sẻ các bạn từ cây một ha, từ cây một đây. Cái lô này thì nó có khoảng chừng 30-40 gốc thôi, nó cũng không nhiều đâu bạn. Là mỗi một gốc thì được báo giá sàn chung là 1 triệu một gốc. Cây mai là từ miệng chậu lên đây nó cao khoảng 7 tấc. Mai bạn test đây là cây mai ghép bông bự chà bá vậy nha, bông bự phải là bông nhỏ rồi nha. Bạn thấy gốc nó nè, đây gốc nó cũng rất là to, rất là đẹp nè, bệ thế nó cũng đẹp. Những cây mai này về các bạn mua vào thời điểm này thì giá tầm đó khoảng 1 triệu, cũng có thể là nhích hơn chút xíu và có thể nhỏ hơn chút xíu, tùy theo cây lớn nhỏ. Thì các bạn hãy đến nhà vườn thì khi mình thấy được cây mai thì mình có thể là thương lượng với nhau được. Nhưng mà giá là Năm Thu nói là đây là giá bình quân là 1 triệu bạn ha, chứ không phải là tất cả tần tật là 1 triệu, có thể hơn chút và có thể nhỏ hơn chút tùy theo cây mai lớn hay nhỏ. Mai là rất là xanh tốt rồi, nếu bạn mua về thì các bạn vừa trải nghiệm vừa chơi. Đến Tết thì các bạn sẽ có một cái gốc mai các bạn trưng liền, trưng Tết liền. Đây Năm Thu cũng đưa lên các bạn xem ha. Chắc Năm Thu phải đi gần lại ta. Đây ôi cha, nặng quá không nổi bạn ơi. Đại khái là cái gốc nó cái cụm bằng cụm tay bạn, tại vì nó nặng quá các bạn thông cảm. Tại Năm Thu già ôm chai bia còn không nổi, uống rồi chứ ôm gốc mai bạn ha, thôi thông cảm ông già đi. Các bạn cứ đến đây đi, tại vì đây là nhà vườn ha. Bạn lưu ý một điều là đây là nhà vườn, không phải là những nơi mà bán dạo. Thì vấn đề là uy tín của nhà vườn là number one, các bạn yên tâm điều đó. Đây bạn thấy không, rất là đẹp ha, tại vì nó nặng quá bạn ơi. Sao họ trồng cái chậu to, nếu mà trồng cái chậu to như thế này đây thì cây mai nó sẽ phát triển tốt hơn. Để mình tìm cái gốc nào nó nhỏ nhỏ, mình sẽ làm cận cảnh, camera quay cận cảnh được không ta? Chú Quang quay cận cảnh được không? Tại vì gốc mai đây chắc có lẽ mình phải đưa máy sắt vô mới được. Thôi thì Năm Thu chỉ chia sẻ với các bạn vậy ha. Các bạn cứ đến đây đi, các bạn cứ đến đây lựa chọn cho mình. Bạn thấy đây là những cây mai nó rất là xanh mượt bạn. Xanh mượt, lô này là một lô chỉ là 1 triệu thôi bạn. Giá trung bình là lô là 1 triệu. Bạn thấy rất là cao, cỡ cầm tay Năm Thu ha. Gốc cầm tay nó cũng có kiểu dáng nhiều đẹp lắm. Nếu mà đưa vô tượng cây thì cũng được, mà Năm Thu thấy cũng không cần thiết như thế. Là cái uy tín của mình, là uy tín của mình nó nằm ở trên hàng đầu. Các bạn cứ đến nhiều lúc, và khi mà Năm Thu đưa lên cái máy, đưa lên cái camera, cận camera để các bạn thấy được cái gốc của nó, thì nhiều lúc các bạn lại vỡ mộng đi. Cũng có rất là nhiều người khi mà họ mua hàng online cũng như vậy, tại vì họ không có thể nào tưởng tượng được cái cây nó đưa lên máy và thực tế làm sao. Tốt nhất là các bạn cứ đến nhà vườn, đến nhà vườn lựa chọn. Thì Năm Thu đã đưa một cái đơn giá rồi, bình quân là 1 triệu. Cái lô này nó chỉ có khoảng chừng bao nhiêu cây đó, 10, 20, 30, 40 cây. Và tiếp tục nữa, Năm Thu sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn cái lô mai này cao cấp hơn. Nếu mà một số bạn nhà các bạn hơi rộng á, những cái mai này đưa vào nhà thì bạn thấy nó không phù hợp với cái nhà, do cái nhà mình nó quá rộng hay cái sảnh mình quá lớn, thì các bạn có thể mua cái tầm trung. Xin mời các bạn tiếp tục với Năm Thu là mình đi qua gốc bên đây. Gốc bên đây các bạn ha. Bạn nhớ là giá 1 triệu và tí lô nhỏ thôi, chứ còn bên kia là cái lô rất là lớn bạn ha. Đây là cái lô này được chào giá các bạn. Một lô này rất là nhiều cây, lô này có khoảng đâu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, mỗi một hàng nó khoảng chục cây. Lô này có gần 100 gốc các bạn. Bạn thấy không? Đây là một gốc tiêu biểu, đây là được chào giá là lớn nhỏ tùy theo cây.
nhưng mà nó chỉ dao động là từ 2 đến 3 triệu thôi. À, 2 đến 3 triệu các bạn ha. Nếu các bạn mua vào thời điểm này thì các bạn mua được cây mai đó giá đó, còn nếu khi mà cây mai nó đã chỗ bông vào dịp Tết thì Năm Thu chắc chắn một điều rồi, không thể nào mà các bạn mua được những cây mai mà nó giá như vậy. Thì Năm Thu lấy một cái bông mai tiêu biểu cho các bạn xem ha. Đây cái mai dùng Thủ Đức này, mai bông nó rất là to. Hôm nay mình về hơi trưa, bông mới nở tè le thấy chưa nè, thấy không? Bông nở tè le. Bông nở tè le thế này. Chứ nếu mà sáng sớm thì con mai nó rất là đẹp, rất là tuyệt vời, nó có mùi hương thơm nó dịu dịu và hấp dẫn lắm. Phải nói là khi mình đi giữa cái rừng mai như thế này, bạn có thấy một cái tâm hồn mình nó lâng lâng, nó cái sảng khoái rất là dễ chịu bạn ha. Không có cái gì mà hấp dẫn bằng nó thoải mái bằng cách mình có thể hòa mình chung với cái thiên nhiên, mình lúc mình cảm thấy mình yêu đời, mình cảm thấy sống tốt, sống khỏe hơn. Đây gốc đây. À, đây bạn thấy gốc nè, đây gốc mai. À, có mai để Năm Thu ôm không? À, một vòng tay không hết vòng tay. À, cái hoành này cũng 20, tầm 20 các bạn. À, nó có nhiều cỡ ha, nhiều cây từ miệng chậu lên tới đây là khoảng 8 tấc hay sao, 8 tấc đến 1 mét. Mà giá thì dao động chỉ có từ 2 đến 3 triệu các bạn ha. Đây, số cây nè. Như cây này nè. Bạn nào muốn thích cái dáng rồng thì bạn có thể đến đây. À, dáng long, thăng long gì Năm Thu cũng không rõ, nhưng mà cái long long là được rồi ha. Đây cũng dáng long đây. Đó, dáng về đây mà thấy không? Nó cong queo. Dáng này thì có lẽ là cái nghệ nhân ở phía Bình Định họ rất thích làm cái kiểu dáng này. Đa số là nghệ nhân Bình Định họ làm cái kiểu dáng này hết. Nè, đây cũng có một số cây luôn thấy không? À, cũng rất là cao nè. À, những em mà chân dài thanh mảnh có cao thì các bạn đến đây để sở hữu cho mình. À, những em chân dài, em lùn thì em lùn mũng mĩm thì ngoài kia, những em thanh mảnh dài thì trong đây. À, nhiều cây bạn ha. Đó. Rất là tuyệt vời các bạn ạ. Nè, như đây. Đây cái lô hàng này, cái lô hàng mà báo giá mà từ 2 đến 3 triệu á thì giá của nó số lượng cây của nó rất là nhiều. Cái tầm cũng khoảng gần 100 gốc á. 100 gốc á, rất là đẹp bạn. Bảo đảm với các bạn là cây nào cũng bứt rượt, xanh mát, xanh tốt luôn, không hề có bị nhiễm bệnh hay nấm hay bọ trĩ gì hết. Tại vì đây một nhà vườn rất lớn mà, nếu mà chơi mai mà nhiễm bệnh như thế thì nó sẽ lây lan những cây khác. Thành ra nhà vườn rất là chú trọng trong cái vấn đề mà ngừa bệnh và phòng bệnh cho cây. Thôi chắc lẽ thì đến đây thì Năm Thu chia sẻ với các bạn một số cái loại mai giống để các bạn có thể đến đây các bạn lựa chọn cho mình những cái cây ưng ý. Thì Năm Thu nhắc lại là đây là vườn mai Sáu Tâm, tọa lạc tại số 7/24 đường Linh Đông, phường Linh Đông, huyện Thủ Đức. Số điện thoại của Sáu Tâm là 0909128279. Năm Thu nhắc lại 0909128279. À, không hiểu sao số điện thoại người ta nhớ nên dắt số điện thoại mình, Năm Thu không nhớ luôn, quái lạ vậy đó. Sao nhớ số điện thoại của vườn Tâm kỳ lạ thế. À, thôi như vậy thôi, cũng coi vậy nói. Đến đây thì Năm Thu cũng xin nói lời chia tay cùng các bạn. À, chúc các bạn và gia đình thật nhiều sức khỏe. Bạn nào thấy clip nào phù hợp thì nhấp like ủng hộ tinh thần Năm Thu, còn bạn nào chưa subscribe thì hãy nhớ subscribe để nhận được Năm Thu những cái clip mới nhất. Bye bye các bạn, bye bye.